con rồng màu hồng hay là những ký tự trên aura của chất Phật tổ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những sự thật vô dụng trong Locklist. Cũng có cái có tác dụng. Và hãy cùng xem trong những cái sự thật này thì mấy ông biết được bao nhiêu cái. Hãy comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Sự thật đầu tiên, tên cũ của Lockroot chính là Floppy. Nguồn gốc của cái tên này là vì lúc ra mắt thì game lấy chủ đề One Piece là chính. Tuy nhiên là về sau là trái quỷ trong game nhiều quá cho nên là game nó đổi tên thành Thế giới trái cây luôn. Mấy ông thấy cái tên nào hay hơn, bình luận ở dưới nhé. Sự thật số 2, đảo rùa và tiếng bước chân. Có một sự thật là âm thanh ở trong dinh thự ở đảo rùa được đầu tư rất là chỉnh chu. Lúc bạn đi trên những bề mặt khác nhau thì âm thanh của nó cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Cùng nghe thử nha. Sự thật số 3, trái khói và những nỗi buồn. Nếu như mà trừ trái tuyết ra bởi vì nó là cái trái mới vừa ra mắt thì trái khói chính là trái nguyên tố duy nhất không có trạng thái thức tỉnh. Sự thật số 4, những ký tự kỳ lạ. Nếu như mọi người đã trải qua cái nhiệm vụ mà cứu mấy anh khứa này ở C2 rồi thì mọi người sẽ thấy có những cái ký tự đặc biệt ở trong cái khu vực này. Thì những cái ký tự này chính là những cái ký tự xuất hiện ở trên cái dòng aura của trái Phật tổ lúc mà hóa đại Phật. Ngoài ra thì phía bên trong của cái dòng aura đó còn là tiếng Trung Quốc. Và ý nghĩa của cái câu này là hãy tải autoclick để giảm chi phí thay màn hình và chuột hàng năm. Ủa mấy ông tin tôi thiệt hả? Sự thật số 5, trái gai và Sonic. Ở cái sự thật này thì tôi sẽ để đây cho mọi người tự xem nhé. Sự thật số 6, cát và nước. Nếu như bạn đang sử dụng trái cát và nhảy xuống nước thì máu của bạn sẽ tụt gấp đôi. Không phải nước này. Như này mới đúng. À quên, tôi đang dùng tộc cá. Nó phải như thế này mới đúng. Đấy, như tụt quần luôn. Số 7, trái kilo và sát thương theo độ cao. Theo như những kiến thức vật lý từ năm cấp 2 của tôi thì nếu một vật thể nặng bay càng cao thì lúc rơi xuống lực va chạm của nó sẽ càng mạnh. Tuy nhiên thì khi bạn sử dụng trái kilo, cho dù bạn có bay cao như thế nào thì sát thương của 50.000kg vẫn vậy. Vâng, một cục cứt rơi từ khoảng cách 1m và một cục cứt rơi từ khoảng cách 50m thì sát thương của nó vẫn như nhau. Vật lý Ấn Độ, thân hành tài trợ chương trình này. Sự thật số 9, thanh bóng đêm của trái bóng đêm. Để tăng điểm cho thanh bóng đêm của trái bóng đêm, chúng ta sẽ cần sử dụng kỹ năng trúng và quái. Tuy nhiên thì nếu như là ban đêm thì bạn méo cần làm cái quần què gì cả, thanh bóng đêm bạn nó vẫn tăng đều đều. Sự thật số 10, con rồng màu hồng trong Lockroot. Đối với những người chơi sử dụng trái rồng thì ai cũng biết là cái màu khó mở nhất của trái rồng chính là màu đen, cần tới 600 mastery để mở. Tuy nhiên thì còn một màu khó hơn, đó chính là màu hồng. Màu này chỉ duy nhất một người có, đó chính là Rip Indra. Và cái màu này được đặt tên là Gem Chalice Dragon. Sự thật số 11, trái bột và đòn đánh thường. Ai cũng biết là trái bột V2 nó sẽ có một đòn đánh thường, click chuột hoặc là tap vào màn hình. Tuy nhiên thì cái đòn này có một cái, đó chính là nếu bạn nhấn giữ thì sát thương nó sẽ cao hơn và tầm đánh nó cũng xa hơn. Đây mình sẽ thử nha. Thay vì đánh thường là 1857 dam, cái donut sẽ xuất hiện, các bàn tay sẽ đấm liền. Thì khi các bạn nhấn giữ, cái donut nó sẽ xoay một vòng. Sau đó lúc các bạn buông ra, cái đòn đánh nó sẽ dài hơn và sát thương nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, đấm siêu xa luôn. Sự thật số 12, bơm hạt nhân. Trái bơm chính là trái có sát thương kỹ năng đơn cao nhất cái game này. Khi nó có thể gây đến hơn 10.000 sát thương. Tuy nhiên thì khả năng đẩy lùi của nó cũng rất là đỉnh, khi nó có thể đẩy con quái đi xa hàng cây số. Coi nhé. Nó chết luôn. Sự thật số 13, thằng bạn của trái lớp. Có một sự thật là thằng bạn mà các bạn triệu hồi ra bởi chiêu vi của trái lớp có thể giúp các bạn farm mastery của kiếm và súng cực kỳ nhanh. Khi bạn chỉ cần cầm cái cây kiếm hoặc là cái súng trên tay và để cho thằng khứa bạn từ cái chiêu vi của trái lớp giết quái. Sự thật số 14, trái kim cương là một phiên bản mini của trái Phật tổ. Khi bạn sử dụng trái kim cương và biến hình thành kim cương thì sát thương nhận vào của bạn sẽ được giảm 25%. Đây là dạng kim cương, nó sẽ gây cho mình 344 sát thương. Tắt dạng kim cương nó sẽ gây 459 sát thương. Đặc biệt là khi bạn kết hợp dạng biến hình của trái kim cương với lại kỹ năng của tộc cá V3 thì bạn sẽ giảm rất là nhiều sát thương. Từ đó suy ra trái kim cương sẽ là một biện pháp chống cháy khá là tốt đối với những ông mà méo quá trái Phật tổ. Sự thật số 15 cũng là cái sự thật cuối cùng ngày hôm nay. Số bao ti mà bạn mất khi chết sẽ tùy vào level của con quái giết bạn. Ví dụ đây có thằng khứa ở đây mình là level 750.
Đây, khi nó giết mình thì mình sẽ mất khoảng 750 bounty. Còn đây là một con nhân viên nhà máy cấp 800. Mình sẽ mất 800 bounty khi bị con quái này giết. Vậy có nghĩa là bounty nó sẽ scale theo level của con quái. Level bao nhiêu thì bạn sẽ mất bao nhiêu bounty. Và vừa rồi là những sự thật vô dụng hoặc là cũng có tác dụng trong Lock Root. Vẫn còn rất nhiều sự thật khác mà mình chưa đề cập đến ngày hôm nay. Bạn nào biết thêm những điều khác thì có thể bình luận ở phía bên dưới. Đừng quên ấn like video này và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và đã xem hết video này. Bye bye.